Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là diễn biến mới nhất về tin áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông nước ta trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa lúc 4 giờ sáng nay, theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, thì hiện nay trên biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo đến 10 giờ ngày 29 tháng 8, vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ đi được khoảng từ 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông nam. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo của những ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, phát triển mạnh thêm và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng áp thấp nguy hiểm trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vị tuyến 17,5 đến 19 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 107 đến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng lao thẳng vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tại đây, vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới này, chúng tôi sẽ theo dõi và liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo xa. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 3,5 đến 5m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 29 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động rất mạnh. Tiếp theo, bản tin là tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được như Bắc Sơn, Lạng Sơn 78mm, Định Hóa, Thái Nguyên 45,8mm, Mỹ Đức, Hà Nội 41,2mm, Cẩm Thị, Thanh Hóa là 84,4mm, Quế Phong, Nghệ An là 81,6mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An là 80mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều nay đến sáng mai ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi, các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Tiếp theo là tin nắng nóng ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo sang đến ngày mai, trải dài ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3,
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía tây bắc bộ dị mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Sau đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía nam từ 32-35 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Lui xuống, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là phần dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Hiện nay tất cả các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.